Thưa quý vị và các bạn, sau đây là công điện về việc lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên điện, thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trước tình hình dịch do chủng mới virus Corona diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan nhanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31 trên 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua. Các trường hợp nghi nhiễm nCoV lập tức cách ly tuyệt đối tại các trung tâm y tế tuyến huyện. Trường hợp nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại các trung tâm y tế tuyến huyện. Đối với các trường hợp khác, thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và trực tiếp tiếp xúc với người xung quanh. Đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và với bên ngoài. Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, tiêu độc khử trùng các gia đình, các hộ có tiếp xúc trực tiếp liền kề và cơ sở lưu trú có người bị cách ly, lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc với người bị cách ly, với người trong gia đình, người làm việc trong các cơ sở lưu trú, có người bị cách ly để theo dõi, giám sát, chặt chẽ sức khỏe. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, chợ, trung tâm thương mại, bến xe, trường học, cơ sở y tế, có biện pháp vệ sinh khử trùng hàng ngày, tuyệt đối xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm vệ sinh phòng dịch. Dừng tất cả các hoạt động tập thể, tập trung đông người, các lễ hội, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động, tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, hàng quán, vỉa hè, khu vui chơi, tránh để tụ tập đông người. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kịch bản bệnh viện giã chiến 500 giường bệnh khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Bố trí nơi lưu trú công dân, người lao động từ Trung Quốc về Hưng Yên cần cách ly theo dõi tình hình sức khỏe khi chưa cần đến cơ sở y tế điều trị trong vòng 14 ngày. Hướng dẫn các địa phương không tổ chức giao lưu, hạn chế tối đa tổ chức liên hoan đông người, đi tiễn tân binh, lên đường nhập ngũ thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo thực hiện ngay chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng.